Hoàng Quân xin kính chào quý khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, hiện tại Hoàng Quân đang có mặt tại nghĩa trang Usman Rest Haven thuộc thành phố Houston, tiểu bang Texas để tường trình tới quý vị buổi lễ tảo mộ của Hội Cảnh sát Quốc gia tại tượng đài của Hội Cảnh sát Quốc gia tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và hôm nay trời mưa rất là lớn, nhưng quý vị cũng thấy quý vị đại diện của các hội đoàn quân đội cũng như các hội đoàn ở trong cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston cũng đã tề tựu về đây để tưởng niệm các chiến sĩ của cảnh sát quốc gia thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh cùng với Hoàng Quân trong lễ tưởng niệm. Nói về cái ý nghĩa của ngày tảo mộ hôm nay thì nó nằm trong nhiều cái vấn đề sâu sắc lắm. Bởi vì khi mà chúng tôi phục vụ dưới màu cờ vàng ba sọc đỏ để mà tranh đấu cho cái nền dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, là một ngành không có phải là phô trương giống như mọi ngành khác ở quân đội, mà chúng tôi chiến đấu trong âm thầm, gồm có tình báo, hành quân, thường thường là những cái toán lẻ để vào trong phát hiện tất cả những mục tiêu và thanh toán mục tiêu đối phương. Cho nên nhiều anh em chết một cách rất là âm thầm, và vì cái lý do đó mà Cộng sản đã trả thù chúng tôi rất là tàn độc. Chúng tôi không nói hết ngay nội cái ngày 30 tháng 4 đã hết một trăm mấy chục, một cái tỉnh Quảng Ngãi không, 169 người chết bị Cộng sản bắn giết và cả gia đình tự sát. Cái điều đó nói lên tất cả những cái sự căm thù của Cộng sản với cái sự chiến đấu của người cảnh sát quốc gia. Thì chúng tôi là những người đã thoát khỏi được cái chế độ sang đây, cái lòng vẫn còn hướng về cái mục tiêu tranh đấu của chế độ dân chủ, và nhớ ơn đến tất cả những cái người đã hy sinh vì tổ quốc, vì dân tộc. Bởi lẽ đó mà chúng tôi hàng năm thường thường đã làm lễ tưởng niệm tại có cái đài tưởng niệm này để mà nghĩ đến những người đồng đội của mình. Chúng tôi cũng thấy đây là một cái dịp để chúng ta cầu nguyện cho tất cả các linh hồn, hay là còn gọi là các vong linh đã qua đời, mà đặc biệt rằng là tất cả những người đó họ đã hy sinh về quê hương, về tổ quốc của chúng ta. Và dĩ nhiên hôm nay một cái bầu trời không được đẹp cho lắm, mưa tầm tã, nhưng rất cảm động là bởi vì rất nhiều người từ các tôn giáo khác nhau, các anh em chiến sĩ, đặc biệt là anh em cảnh sát quốc gia, rồi tất cả các người quý mến cái sự sống, quý mến quê hương đất nước, và đã đến đây để dâng kinh, cầu nguyện, thắp nén hương cho tất cả những người đã ra đi trước chúng ta. Nhất là chúng ta được sống ở trong một cái xã hội tự do như thế này thì chúng ta không thể nào chúng ta bỏ quên được những gì mà những người đàn anh đã đi trước chúng ta hy sinh cho quê hương đã vậy, mà còn hy sinh cho chính chúng ta nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Quân cũng như tất cả quý vị đang theo dõi chương trình TV Việt TV ở thành phố Houston. Tôi linh mục John Bautista Nguyễn Đức Vượng, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vàng tại thành phố Houston, Texas. Kính thưa quý vị vừa theo dõi một vài hình ảnh của buổi lễ tảo mộ để tưởng niệm các chiến sĩ của lực lượng cảnh sát quốc gia của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Hoàng Quân xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự cộng đồng tiếp theo của Việt TV.